Hello, xin chào cả nhà nha. Mình hôm nay mình sẽ làm mực xào dưa leo, củ hành và cà chua nha mọi người, dưa hành lá và cần tây xào bò nha mọi người. Đây mọi người, mình sẽ sắc ra như thế này mọi người. Đó. Đây dưa leo mình sắc ra như thế này luôn nha cả nhà. Đó, mình sắc hành lá luôn nha cả nhà. Đây mực nè cả nhà. Đó mực. Đây mực có rau và tuột nữa cả nhà, đầy đủ nha. Mình sẽ dùng hai tép tỏi nhỏ nha, mình đập mình xào mực cho nó thơm nha cả nhà. Đó cả nhà, bữa nay mình làm món mực xào dưa leo, củ hành đủ thứ nha cả nhà, xào củ quả nha. Rồi bắt đầu mình xào nha cả nhà, xào ăn chung với cơm, chấm nước tương ngon tuyệt vời luôn nha cả nhà, chấm nước tương siêu cay. Cái chào như thế này cả nhà, không sẽ đổ chế dầu vô nha cả nhà, ví dụ ăn vô chút đâu, mình sẽ để mấy tất tại là mình dẹp bập mình bầm ra nha cả nhà. Đó. Có nó vàng vàng chút xíu nha cả nhà, vàng vàng tỏi chút xíu, mình sẽ bỏ mực vô mình xào nha. Cái già tỏi là cũng đây già sơ rồi nha, rồi mình sẽ đổ mực vô nha cả nhà. Mình xào đều nha cả nhà, cho nó tỏi với mỡ nó xâm cho nó đều cho nó ngon nha cả nhà. Rồi cục này mình sẽ cắt luôn nha, bỏ luôn cả nhà. Ở đây cả nhà bắt đầu mình sẽ nếm đường bột ngọt đầy đủ nha cả nhà. Ai mình cũng đã nếm hết trơn nha cả nhà. Rồi mình sẽ xào sơ qua cái cho thăm gia vị vô mực nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình sẽ đổ rau vô nha cả nhà. Săn lại cái này nha cả nhà, mực. Cái nhà bắt đầu mình sẽ bỏ rau vô nha cả nhà, mình sẽ bỏ một phần dưa leo củ hành trước nha cả nhà, dưa leo củ hành trước và cà chua trước nha cả nhà, còn mấy cái rau hành lá với cần tây mình sẽ bỏ sau nha cả nhà. Đây sẽ đổ vô hết luôn nha cả nhà. Đó. Xào lên lần nữa. Cho nó chín nha cả nhà, nó chín rồi bắt đầu mình sẽ bỏ cần tây với hành lá sau nha. Chứ mình bỏ vô nó sẽ chín hết, nó ngon nha cả nhà. Cái này nó chín trước đi. Đây cả nhà, chút xíu mình sẽ rải tiêu lên nữa, là ngon. Hai bắt đầu cũng đã chín hết nha cả nhà, bắt đầu mình sẽ bỏ hành lá với cần tây vô nha cả nhà. Đây. Xào lên đều nha cả nhà. Là chín đều nha.
cả nhà ơi, sắp chín nha cả nhà, ngon quá cả nhà ơi. Đây cục mực cả nhà, rô bạch tuộc nè, đó mực cả nhà. Đây đó, ngon tuyệt vời. Rồi chín nha cả nhà, bắt đầu mình sẽ tắt bếp nha, mình sẽ rải tiêu lên mặt nha, rồi mời mọi người cùng ăn cơm như mình nha cả nhà. Tắt bếp rồi đó, rồi mình sẽ tiêu này, mình đập nha cả nhà, đập vô bịch nha cả nhà. Đây, mình tiêu lên mặt nha. Chọc quá ngon cả nhà. Quá ngon cả nhà ơi. Người ơi, mình cũng đã nấu chín hết trơn nha mọi người, mình bưng xuống mời cả nhà cùng ăn cơm như mình nha. Chấm nước mắm và chấm muối ớt chanh nha cả nhà. Đây cả nhà, với một chén cơm rất là ngon nha cả nhà, ăn chung với cơm nha. Này có mấy lon bia và này kia cũng rai rai cũng ngon lắm cả nhà. Say luôn á, say mồi không phải say bia luôn cả nhà. Cái nhà ơi, mình mời cái nhà ăn mực xào củ hành dưa leo với mình nha. Đây cái nhà ơi, mời cái nhà miếng mực nha, rau mực nha cái nhà, chấm nước mắm mời cái nhà nha. Ngon nha. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha cái nhà. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha. Chào cả nhà.